Tin nhắn tới liên tục, có vẻ em hot quá ha. Em có muốn vậy đâu, tự nhiên cứ nhắn hoài á, phiền chết đi được. Em có biết tại sao mà họ cứ nhắn tin cho em liên tục không? Tại sao? Tại vì em luôn rep tin nhắn họ rất là nhanh. Có một nữ tử làm tôi muốn trở nên lớn hơn. Ban đầu tôi có sự hành vi đối với bạn phạm sai lầm. Bạn nói tôi không biết nghĩ, dùng tiền mua mỹ phẩm. Anh đưa em mấy về thì nhớ im lặng rồi là em tỉnh giấc. Em nhớ chuẩn bị sẵn đồ ăn cho anh, em ấy rất thích ăn thịt. Em nghĩ lúc 8 giờ sáng lúc mà anh đi thì nhớ nhỏ tiếng một chút rồi là em giật mình dậy. Nếu như không có chuyện gì thì em đừng ra khỏi phòng, em ấy nhìn thấy em sẽ không vui. Anh ngồi một câu hỏi cuối cùng. Anh còn yêu em không? Anh yêu em. Nhưng mà em bị dị ứng với lông chó, thật sự là không thể ở chung với nó được luôn á. Ok. Bây giờ em gửi báo cáo cho anh. Nhớ con làm việc hả? Em không cần vất vả gì đâu. Sau khi kết hôn, em cứ ở nhà làm nội trợ. Anh luôn. Em sao vậy? Lại bị sếp mắng hả? Phụ nữ như em cố gắng làm việc đã làm gì? Sau này kết hôn rồi, chỉ cần nội trợ là được rồi. Em không đi làm, anh nuôi em hả? Anh không nuôi thì ai nuôi? Đây là mật khẩu ngân hàng của anh. Sau này em muốn dùng gì thì cứ dùng. Cảm ơn anh. Hôm nay em không nấu cơm hả? Hôm nay em tới tháng nó hơi mệt. Anh tự tìm gì ăn hả? Anh làm việc mệt mỏi cả ngày, bây giờ em có bắt anh tự tìm gì ăn hả? Đồng nghiệp nữ ở công ty anh vừa đi làm vừa làm nội trợ, chẳng ai than vãn như em hết. Phải em... Thôi bỏ đi, em cứ nằm đó đi. Ủa, anh trả hả? Em ngồi sớm ăn cơm hay em chuẩn bị cả buổi á? Thôi, anh đừng giận lắm mà. Để em mua cho anh đôi giày thể thao mà anh thích nha. Ủa, anh nội bác thẻ rồi. Không lẽ bây giờ quà xin lỗi cũng phải dùng tiền của anh mua hả? Lúc thì em chẳng chịu nấu cơm, lúc thì em nấu quá dư thừa. Em có tiền là lá mít hả? Em sợ, em nấu anh không đủ ăn thôi. Sau này tiền sinh hoạt anh sẽ đưa theo tháng. Đưa em, anh cảm thấy không an tâm. Thôi, dạo này bà phát tài hả? Cái túi này cũng không có rẻ đâu nha. Có đâu, tiền tiết kiệm của tôi á. Mà bà làm nội trợ cũng khó tiết kiệm quá ha. Tuy là tôi đi làm lương ít nhưng mà thích cái gì thì chỉ cần tiết kiệm là được. Con mới đi phỏng vấn, bây giờ con đang về liền nè mẹ. Cũng không ảnh hưởng gì đâu mẹ. Với lại một mình anh Thịt đi làm kiếm tiền cũng vất vả nữa. Cho nên là con muốn... Con đi, con về nhà đi. Sao em còn chưa về nữa? Anh chưa ăn cơm đó. Hôm nay em tăng ca, anh tự đặt đồ ăn đi. Nè, em không thể bỏ một chút thời gian dọn dẹp nhà cửa hả? Nhà cửa bừa bộn như thế kia kìa, em không thấy sao? Em thấy giúp việc rồi. Thấy giúp việc tốn tiền lắm, em không thể bỏ thời gian dọn dẹp à? Em rất là bận, với lại em dùng tiền của em để thuê giúp việc, đâu có đụng đến tiền của anh. Em... Có vấn đề gì? Đợt này em sẽ đi công tác mấy ngày. Đi xong đợt này về sẽ được tăng chức tăng lương. Em là phụ nữ, tham nhận công việc như vậy để làm gì? Em có ra dáng vẻ của một người vợ không hả? Cái anh cần đâu phải là một người vợ. Cái anh cần là một người bảo mẫu miễn phí thì hơn. Em mà bước chân ra khỏi đây thì mình lấy gì? Em chỉ cần ở nhà nấu cơm, dọn dẹp, mọi thứ cứ để anh lo. Trước giờ làm gì có người phụ nữ chỉ ở nhà nội trợ mà được coi trọng đâu. Đều là những bà nội trợ ở nhà không kiếm ra tiền, rồi không có tiếng nói trong gia đình. Em đã từng thử một lần rồi, không muốn trải nghiệm một lần nữa đâu. Thích con trai thế nào? Giống anh vậy đó. Nè, sao có thể nói như vậy được hả? Hú hồn nhanh lên. Lên lớp. Nếu mà con trai hỏi cậu em thích con trai như thế nào thì phải trả lời ra sao? Đa số con gái đều trả lời giống như cậu vậy đó. Nhưng mà nếu cậu làm vậy thì anh ta sẽ cảm thấy chắc phần thắng rồi. Cậu có thể trả lời rằng anh muốn trở thành lại con trai mà em thích hả? Nếu mà anh ta trả lời là đúng rồi thì quyền chủ động nằm trong tay của cậu. Trả lời rồi. Xem đây. Trả lời một cách mập mờ để lấy lại quyền chủ động. Cô giỏi thật. Để ứng đối mập mờ. Vậy thì chúng ta cũng sẽ mập mờ luôn. Cái mà em đang thì có phải là cái mà em muốn nghe không? Trả lời chuyên nghiệp quá. Rõ ràng đây là dân trong ngành. Đưa điện thoại cho tôi. Đáp án mà em muốn thì em biết. Còn đáp án mà anh muốn thì em không biết. Em không biết không? Tớ thật sự muốn gặp thử. Tớ thật muốn biết. Cao thủ này. Cao thủ này.
ngoan uống thuốc đi. Không, em không uống đâu, thuốc này đắng lắm, không uống nữa đâu. Nhưng mà bệnh của em á, phải uống thuốc một tháng mới khỏi, không uống là không khỏi đâu. Anh nói là không uống mà. Nè, uống đi, không là không khỏi bệnh đâu, uống đi. Nè, trời ơi, sao đi ra ngoài đường mà không mang túi xách gì vậy? Cầm đi. Còn đây là dù, lát hồi trời có mưa á, nhớ là phải che dù lên nghe chưa. Đây là khăn giấy, có cần gì thì xài, cục sạc. Nếu như mà điện thoại có hết pin thì nhớ tìm chỗ sạc chứ. Anh đưa cho em ít tiền, có cần thì đi xe, còn không thì mua gì ăn, được chưa? Em chỉ ra ngoài đi dạo có xíu anh mà. Có cần phải mang nhiều đồ gì không? Không mang được không? Không được. Lạ quá ta, sao không tìm thấy? Anh tìm cái gì á? Anh đang tìm cái nón mà em mua cho anh á, cái nón màu đen. Không tìm thấy thì anh đổi cái nón khác đi, nhà nhiều nón mà. Anh phải tìm cho mình được, nó là món quà em tặng cho anh mà. Không phải là tối nay anh có chuyện đá banh hả? Bây giờ còn chưa đi nữa. Không đi. Sao lại không đi? Lần trước anh còn nói là nhất định phải thắng họ mà. Tại vì em đang bị bệnh, còn mình nặng nữa. Nên hôm nay anh muốn ở bên cạnh em. Hay là thôi, anh đi đi, lâu lâu mới có một trận mà. Hôm nay nhất định anh phải ở bên cạnh em. Em đã sớm mơ dù yên lý khâu khơ. Tối qua em cũng say hả? Là chị chú á. Hình như em còn khóc cầu hôn chị nữa đúng không? Là chị hỏi em á. Với lại em còn hôn chị nữa. Là chị cho phép á. Cô em, mẹ anh hỏi xin lỗi nhà em bao nhiêu? Nhà em cũng không có quy định, nhà trai cũng cho bao nhiêu thì cho. Sau này chỉ là của chúng ta thôi. Mẹ anh nói là cho chúng ta 50 triệu để cho nhà em tự hào với hàng xóm. Em ơi, bà nội anh không được khỏe. Mẹ anh nói chắc phải để lại ít tiền cho bà nội nhập viện rồi còn chữa bệnh cho bà. Bà nội anh có sao không? Sao trước đây không thấy anh nhắc tới vậy? Em thấy tiền xin lỗi 30 triệu có được không? Em đâu có quan trọng chuyện xin lỗi đâu. Em không có lòng khó anh đâu. Em thấy xin lỗi bao nhiêu là được. Là sao anh? Chú của anh đang cần tiền cho nên bảo anh đi thương lượng với em. Mẹ anh nói bớt một chút được không? Cô bảo bao nhiêu? 10 triệu. Đều là người trong nhà cả cho nên em thông cảm cho anh nha. Thật ra không cần xin lỗi, em vẫn chấp nhận mà. Vậy hả? Vậy thì tốt quá. Mẹ anh coi ngày rồi, thứ bảy này là ngày tốt á. Hay là bây giờ mình đi đăng ký với kết hôn trước đi. Hai bên gia đình chưa gặp mặt, cũng chưa đám hỏi gì hết mà đăng ký kết hôn luôn hả? Ngày tốt khó gặp lắm, bây giờ mình cứ đăng ký với kết hôn trước đi. Mấy cái thủ tục thì để sau. Vậy nha, thứ bảy này anh qua rước em, được không? Alo, em hả? Anh đang ở dưới trước cửa nhà em nè. Em xuống đi. Làm gì? Thì để đăng ký với kết hôn. Thì anh cứ đi đăng ký kết hôn đi. Anh đăng ký kết hôn với ai thì đó là chuyện của anh. Đi đăng ký vui vẻ nha.